mời quý độc giả cùng báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 9 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng khởi công nhà ga sân bay Long Thành. Chiều hôm qua 31 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất là hai dự án đặc biệt lớn có vai trò quan trọng trong hệ thống cảng hàng không quốc gia, là công trình quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực và cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói: Hai dự án này sau khi hoàn thành sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm vận chuyển lớn trong khu vực và trên thế giới, mở ra không gian phát triển mới với hệ sinh thái kinh tế hàng không, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ công trình, không để đội vốn bất hợp lý, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực lãng phí, quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân, người lao động tham gia xây dựng các dự án. Chủ dự án khu dân cư thương mại Phước Thái lãnh 14 năm tù. Cũng vào chiều hôm qua 31 tháng 8, Tòa Nhân dân tỉnh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Các bị cáo bị tuyên án về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm: Trương Quốc Tuấn 48 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, 14 năm tù. Nguyễn Tấn Long 58 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, 10 năm tù. Nguyễn Tấn Tài 61 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa, 9 năm tù. Nguyễn Hữu Thành 59 tuổi, ngụ phường Tam Phước, 7 năm tù. Cũng trong vụ án, nhiều bị cáo nhận mức án từ 5 năm 6 tháng đến 8 năm tù cùng với tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các khu du lịch có nhiều chương trình đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, các khu điểm du lịch ở Đồng Nai sẽ có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ du khách đến vui chơi giải trí. Cụ thể, khu du lịch Bửu Long có chương trình nghệ thuật biểu diễn miễn phí từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, tổ chức không gian chợ quê với nhiều món ăn dân dã từ 10 đến 15 ngàn đồng một phần. Đặc biệt, chương trình combo nghỉ dưỡng phòng khách sạn cho 2 người với giá từ 450 đến 650 ngàn đồng một phòng, miễn phí toàn bộ vé cổng và các trò chơi trong khu du lịch. Vé vào cổng tại khu du lịch Bửu Long vẫn giữ nguyên như ngày thường là 150.000 đồng một vé với người lớn và 60.000 đồng một vé với trẻ em cao từ 1m đến 1,4m, miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Tại khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sẽ miễn phí vé vào cổng cho cán bộ lão thành, người có công với cách mạng, người trên 70 tuổi và trẻ em cao dưới 1,3m. Ngoài ra, tại các khu điểm du lịch khác như Suối Mơ, Sơn Tiên, khu nghỉ dưỡng Bùn Khoáng, Thiền Tâm, Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng đã sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ này. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho dân phòng các phường thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng và trang bị, trang phục, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng tại các phường thị trấn trên toàn tỉnh. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho đội trưởng là 20% mức lương tối thiểu vùng trên tháng, cho đội phó là 15% mức lương tối thiểu vùng trên tháng. Đồng thời, lực lượng dân phòng sẽ được trang bị đồng phục vải kaki, nón và giày bata màu xanh, trên tay trái có gắn logo bằng vải màu đỏ in chữ dân phòng màu vàng, được cơ quan công an cấp huyện cấp chứng nhận bằng tên theo mẫu, kinh phí bố trí từ ngân sách cấp tỉnh. Thêm 65 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về rừng. Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thả 65 cá thể động vật hoang dã thuộc 15 loài về môi trường tự nhiên tại rừng Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Trong đó có nhiều loài thuộc nhóm quý hiếm như rùa rang, rùa đuôi vàng, rùa lưng đen, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, cây vòi hương, chăn đất do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị trong nước tiến hành thả về môi trường tự nhiên tổng cộng trên 300 cá thể với hơn 20 loài, trong đó có nhiều cá thể thuộc loại quý hiếm cần được bảo tồn, phát triển. Dự báo mưa lớn diện rộng trên toàn tỉnh, đề phòng lũ ngập úng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, từ nay đến ngày 6 tháng 9, tại Đồng Nai có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng
với thời tiết nhiều mây, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 250mm mỗi đợt. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1, do đó người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, những khu vực ven sông, kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đây, quý vị vừa nghe tin nhanh audio, bản tin có trên các nền tảng của Báo Đồng Nai.